Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cho bản tin cập nhật thị trường ngày 26 tháng 5. Phiên trading ngày hôm qua thì cơ bản chúng ta thấy rằng là thị trường vẫn diễn tiến theo khá là sát những cái điều mà chúng ta nhận định, đó là cái tâm lý thị trường vẫn tiếp tục được cải thiện thông qua cái việc đó là chúng ta có thể nhìn thấy hầu hết các cái chỉ số của chứng khoán Mỹ tiếp tục được cải thiện, có cái sự tăng trưởng. Với Dow Jones thì tăng 0,6%, chỉ số cổ phiếu công nghệ thì sau cái ngày giảm của cái phiên trading ngày thứ tư thì đến nhờ của ngày thứ ba thì chuyển sang ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là Nasdaq sẽ quay trở lại tăng trưởng khá là mạnh 1,51% và S&P 500 thì cũng tăng trưởng tương ứng gần là 1%. Thì về cơ bản hầu hết khi cái tâm lý thị trường được cải thiện như vậy thì chúng ta thấy rằng là hầu hết các cái cặp tiền chính đều có những cái sự phục hồi theo đúng như cái kịch bản mà chúng ta dự liệu trước đó. Mặc dù rằng là trong cái thời gian từ cái phiên Á đến kéo dài sang đến cái phiên Âu á thì thị trường bị bán khá là mạnh mẽ, nhưng về cơ bản mà nói thì chúng ta thấy rằng là vẫn đang nằm trong một cái uptrend mà chúng ta dữ liệu trước đó mà thôi. Mọi người có thể nhìn thấy EURUSD sau khi mà retest trở lại cái vùng support thì hiện tại đang quay trở lại, và thực tế đây cũng là một cái tín hiệu để cho chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên. Hay đồng bảng Anh cũng tương tự như vậy, chúng ta nhận thấy là tiếp tục retest về cái vùng support 1.25 thì tiếp tục quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng khá là mạnh mẽ. USDJPY cũng như vậy, sau khi pullback đến quay trở lại test cái đường trendline này á thì tiếp tục đang có cái dấu hiệu quay trở lại cái xu hướng giảm giá. Các cái đồng tiền hàng hóa cũng chung một cái bối cảnh tương tự mà thôi. Mọi người nhìn thấy rằng là giá sau khi giảm test trở lại cái vùng support thì đều đang bật tăng trở lại, và thực tế cái sự retest này chính là một cái tín hiệu để cho chúng ta tiếp tục tham gia vào cái vị thế mua lên. Ở đây thì các cái chỉ số chứng khoán mọi người nhận thấy rằng là tiếp tục củng cố cái tín hiệu dò đáy tại cái vùng, với chỉ số S&P 500 là tại cái vùng khoảng đâu đó 3.800-3.900 đúng không ạ, và chỉ số cổ phiếu công nghệ thì loanh quanh cái vùng khoảng đâu đó 11.500-12.000 đúng không ạ. Thì về cơ bản đêm ngày hôm qua Fed có một cái biên bản cuộc họp của mình thì chúng ta nhận thấy rằng là cái giọng điệu của Fed trong ngày hôm qua thì không có quá nhiều cái điểm mới hơn so với lại cái biên bản cuộc họp được cái công bố trước đó. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy rằng là có vẻ như nhiều những cái phát biểu mang cái tính rằng là đã mềm mỏng nhiều hơn so với lại phía trước đây, và không có những cái sự cứng nhắc nhiều hơn. Đó là cái lý do mà chúng ta nhận thấy rằng là DXY sau khi cái biên bản này được công bố á thì chúng ta nhận thấy rằng là gì nhỉ, DXY lại đang quay trở lại cái xu hướng giảm. Và thực tế thì cái cấu trúc của DXY hiện tại giống như là một cái quá trình retest mà thôi, giống như một cái quá trình retest lại cái vùng giá, cái vùng hỗ trợ mà chỉ số DXY đã phá vỡ trước đó. Nhiều khả năng là DXY sẽ quay trở lại cái xuống giảm, rớt về cái vùng 101 trước khi mà có những cái động thái giá xa hơn. Và trong cái bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện như này thì những cái đồng tiền trú ẩn như là yên, như là yên Nhật, như là đô la Mỹ thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục còn rớt giá xuống trong những cái ngày tới đây. Và vì cái lý do đó thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm đó là tiếp tục cái chiến lược mua vào các cái đồng tiền G7 và bán ra cái đồng đô la Mỹ. Trên màn hình mọi người có thể nhìn thấy đây là cặp tiền EURUSD. Thì hiện tại ngày hôm qua thị trường cặp tiền EURUSD cho chúng ta một cái retest khá là khớp đúng không ạ, khá là sát theo cái kịch bản mà chúng ta dữ liệu trước đó. Thì với cái tín hiệu này chúng ta có thể tham gia mở ra cái vị thế mua lên đối với EURUSD hiện tại, và cái mức dừng lỗ đặt ở phía bên dưới cái cây nến trắng thấp nhất này nha. Bảng Anh thì cái dấu hiệu đi lên thật sự là đang hình thành rất là rõ ràng đúng không ạ, rất là rõ ràng. Cái vùng hỗ trợ 1.25 của bảng Anh thì có đến 2 lần retest đúng không ạ, một lần retest thứ nhất, một lần retest xuất hiện ngày hôm qua, và đây giống như là một cái mẫu hình hai đáy hình thành trong một cái uptrend tăng trưởng đúng không ạ, một cái uptrend tăng trưởng. Tất nhiên là cái vùng giá hiện tại thì khá là trễ cho cái việc mua lên, và hai nữa là nó trùng khớp với lại một cái vùng kháng cự cục bộ. Thành ra mà nói thì với bảng Anh nếu như chúng ta bị trễ cái tín hiệu mua lên ngày hôm qua tại cái vùng chỗ này á thì có thể chờ đợi một cái cú breakout tiếp tục và retest thì chúng ta sẽ tham gia trở lại cái vị thế mua lên nếu như xuất hiện những cái tín hiệu nến mua lên như là bullish engulfing tại đây nha, hoặc là các cái nến pin bar như chúng ta từng đề cập trong nhiều các cái bản tin cập nhật trước đây. USDJPY thì vẫn tiếp tục là một cái xu hướng giảm, và hiện tại thì giá đã test về đến cái đường trendline giảm giá mà chúng ta vẽ trước đó, cái đường màu đỏ trên màn hình á, thì cái vùng giá hiện tại đây là một cái tín hiệu bán xuống đối với lại USDJPY. Chúng ta tham gia vào cái vị thế bán xuống với cái mức dừng lỗ đặt phía bên trên đỉnh của cái mẫu nến bearish engulfing này nhá. Thì ở đây mọi người có thể nhận thấy rằng là cái
Mặc dù là ngày hôm qua thì USD JPY có cái sự tăng trưởng đi lên, nhưng đây thì cũng giống như là một cái pullback trong một cái cấu trúc gọi là Dow Chain Structure mà thôi, không có nhiều cái ý nghĩa, không có cái dấu hiệu cho thấy rằng là xu hướng giảm đã thật sự đảo chiều, và đây chỉ là một cái tín hiệu để cho mọi người có thể tham gia vào cái vị thế bán xuống với cái mức dừng lỗ tương đối là hợp lý hiện tại. Nếu như tham gia vào cái vị thế bán xuống lúc này á, thì chúng ta có thể đặt cái mức target, tức là cái mức mục tiêu tại khoảng đâu đó 1.12660 nha, 1.2660 cho cái phiên trading ngày hôm nay. Các cái cặp tiền hàng hóa thì vẫn tiếp tục vận động theo cái kịch bản đó là tăng trưởng đi lên. AUD USD thì ngày hôm qua sau khi retest trở lại cái vùng support như chúng ta vẽ ở đây á, thì lại tiếp tục đang quay trở lại. Vùng giá hiện tại có thể là tham gia vào cái vị thế mua lên đối với AUD với cái mức dừng lỗ là loanh quanh khoảng độ 6 đến 70 pip, đặt tức là đặt bên dưới cái chân của cái cây nến trắng này nha. USD CAD cũng tương tự như vậy, mọi người nhận thấy rằng là giá vẫn đang chỉ trong một cái xu hướng gọi là quét trở lại những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng kháng cự trước đó để tiếp tục cái xu hướng giảm mà thôi. Thì đây mọi người nhận thấy rằng là có một cái tín hiệu nến báo hiệu cái khả năng tiếp tục giảm giá của USD CAD đang được tiếp tục hình thành, đúng không ạ? Ở đây thì ngày hôm qua khi mà sáng ngày hôm qua chúng ta làm bản tin á, thì có một cái mẫu nến báo hiệu cái khả năng giảm giá, nhưng đến chiều thì có một cái cây nến chúng ta nhận thấy rằng là quét trở lại cái phần dâu nến của cái cây nến trước đó, cho thấy rằng là cái đội gọi là market maker, những nhà tạo lập thị trường á, họ đã quét trở lại cái đỉnh cũ, và đó thì càng thể hiện rõ hơn cái dấu hiệu cho thấy rằng là người ta đang có ý định sẽ tiếp tục đánh xuống đối với lại cặp tiền USD CAD này mà thôi. Với cái mẫu nến hiện tại thì chúng ta có thể tham gia vào cái vị thế bán xuống cùng với lại cái mức dừng lỗ phía bên trên đỉnh của cái dầu nến của cây pin ba này nha. NZD USD thì chạy rất là sát theo cái kịch bản mà chúng ta mong chờ, tức là giá đã quay trở lại cái thời điểm ngày hôm qua khi cái RBNZ đưa ra cái quyết định công bố cái lãi suất tăng từ 1,5 đến 2% của mình, thì đồng cặp tiền NZD USD có một cái cây nến H4 test quét trở lại cái phần support cũ của mình, nhưng sau đó thì bật tăng trở lại. Và hiện tại thì NZD USD vẫn chưa thật sự đi quá là xa so với lại cái vùng giá mở cửa của ngày hôm qua, và đây là một cái tín hiệu cho thấy, đây là một cái tín hiệu để cho chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên tiếp tục được. Vì chúng ta nhìn sang cái chính sách của ngân hàng dự trữ New Zealand á, thì thấy rằng là họ càng ngày càng đẩy nhanh cái tiến độ thắt chặt cái tiến độ nâng lãi suất của mình, đúng không ạ? Với một cái quyết định đẩy lãi suất từ 0,5 à từ 1,5% lên đến 2%, một cái quyết định rất là mạnh. Trước đó thì chúng ta biết rằng là RBNZ có đến 4 lần nâng lãi suất, mặc dù rằng là cái biên độ nâng lãi suất nó nhỏ hơn so với lại lần này chỉ khoảng 0,25% thôi, đúng không ạ? Nhưng hiện tại thì họ đẩy cái tiến độ nâng lãi suất lên rất là mạnh. Với cái điều này thì rất có thể sẽ còn thúc đẩy cái cặp tiền NZD USD đi lên những cái vùng giá cao hơn. Chúng ta có thể tham gia vào cái vị thế mua lên ngay tại cái mức giá hiện tại với cái mức dừng lỗ bên phía dưới của cái cây nến mà cái thời điểm tin tức được công bố này nha, cái tức là dưới cái mức khoảng đâu đó 0.6430 nha. USD CHF thì vẫn đang tiếp tục trong một cái gọi là downtrend structure, một cái cấu trúc giá giảm, và vùng giá hiện tại thì đang test trở lại cái đường trendline này. Chúng ta cũng có thể mở ra cái vị thế bán xuống đối với lại USD CHF hiện tại với cái mức dừng lỗ ở phía bên trên của cái mẫu nến bearish engulfing này. Chừng nào mà cái xu hướng của đồng đô này chưa có cái xuống giảm, đồng đô chưa có kết thúc, chưa có dấu hiệu đảo chiều á, thì chừng đó cái cặp tiền USD CHF nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục điều chỉnh giảm nha. Trên cái thị trường vàng thì tiếp tục vẫn là những cái cú retest lại cái đường trendline tăng giá mà chúng ta đã vẽ ở đây mà thôi. Thì hiện tại chúng ta nhận thấy rằng là vàng đang forming một cái mẫu nến báo hiệu cái khả năng sẽ tiếp tục tăng giá ở đây, đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy rằng là ngày hôm qua vàng có sự điều chỉnh, nhưng mà cái điều chỉnh này cũng không có mang cái tín hiệu, tức là không có cái ý nghĩa kỹ thuật là đảo chiều xu hướng. Ở đây thì nó chỉ test trở lại cái đường trendline tăng giá và tiếp tục thì bật chẳng rút chân và bật tăng trở lại mà thôi. Với cái tín hiệu này thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể mở ra cái vị thế mua lên đối với thị trường vàng với cái mức dừng lỗ ở phía bên trên dưới cái cây pin ba này, cũng như là dưới cái đường trendline, cái đường up trendline mà chúng ta vẽ ở đây nha. Tức là cái mức dừng lỗ của thị trường vàng hiện tại có thể sẽ nằm tại đâu đó loanh quanh cái vùng khoảng 1.840 đô la một ounce. Thì chúng ta biết rằng thời điểm gần đây á, thì các cái quỹ lớn như là SP Gold họ đang quay trở lại mua dòng thị trường vàng, đúng không? Mua dòng thị trường vàng, kèm theo đó là cái sự phục hồi tâm lý trên cái thị trường chứng khoán. Người ta
bớt cần phải bàn tháo các cái danh mục tài sản như là vàng để mà tái cơ cấu lại cái danh mục được phân bổ lại cái cơ cấu danh mục đầu tư trên cái thị trường chứng khoán nha. Trên cái các cái chỉ số như là S&P 500 thì chúng ta nhận thấy rằng là cái tín hiệu dò đáy vẫn tiếp tục đang khá là rõ, đang khá là rõ sau khi mà forming một cái cây nến pin 3 trên cái biểu đồ daily á, ở đây chúng ta đấy giống như là một cái mẫu hình hai đáy á, thì S&P 500 mặc dù là chưa có những cái sự tăng trưởng quá là mạnh nhưng tuy nhiên thì cũng khẳng định một điều đó là cái vùng 3.900-4.000 nhiều khả năng sẽ là một cái vùng đáy của chỉ số S&P 500 trong thời gian tới. Và nhìn trên cái time frame H4 thì chúng ta nhận thấy rằng là cái vùng này là cái giá cái S&P 500 có cái sự tích lũy tương đối là vững chắc. Nhiều khả năng trước mắt thì S&P 500 sẽ tăng lên đến cái vùng 4.100 trước khi có những cái cập nhật xa hơn nha. Chỉ số cổ phiếu công nghệ thì cũng có những cái dấu hiệu tương tự như vậy. Nhiều khả năng là cái vùng 11.500, 11.900 hay 12.000 đó sẽ là cái vùng mà thị trường cái chỉ số này tiếp tục dò đáy nha. Trên thị trường tiền số thì mọi người nhận thấy rằng là Bitcoin vẫn tiếp tục giao dịch tranh chấp tại cái vùng 29-30.000, chưa thật sự đi gọi là đi quá xa cái vùng này. Và như có trong những cái bản tin cập nhật trước đó thì chúng ta cần chờ đợi một cái tín hiệu breakout hoàn toàn cái vùng giá trading sideways, tức là breakout cái vùng khoảng đâu đó loanh quanh 31.500 và 2.000 trước khi mà chúng ta tham gia trở lại cái vị thế mua lên trong cái thị trường tiền số đây nha. Trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày 26 tháng 5. Xin chúc quý vị và anh chị có ngày giao dịch hiệu quả.